Chào các bạn, và Sơn PH đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Thì trong video này thì tôi chia sẻ cho các bạn về cái cách làm sao đó chúng ta có thể kiếm được tiền ở trên Clickbank với Bing Ads được chưa nào? Và làm sao đó để chúng ta có thể với một số vốn rất nhỏ thôi, cực kỳ nhỏ bé tí thôi, và chúng ta có thể kiếm được khoảng 1.000 đô la đầu tiên ở trên Internet ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. Thì trong cái video này thì tôi chia sẻ cho các bạn về cái case study rất thực tế và làm được thành công rồi. Và tôi tin chắc rằng cái video này nó sẽ giúp ích cho bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thậm chí là cái 1.000 đô la đầu tiên là bạn nó kiếm được, đó là thu nhập của bạn luôn, chứ không phải là bạn nó phải bỏ ra tiền cho chi phí chạy quảng cáo cho Bing Ads, nếu như bạn đã thực sự coi hết video này, được chưa nào? Thì trong video này tôi chia sẻ cho các bạn về những cái cách mà tôi đã từng làm thực tế rồi và nó ra được cái kết quả. Đó, tôi sẽ giả sử cho các bạn ở đây. Ví dụ nhá, chúng ta bán cái sản phẩm ở trên Clickbank. Và cái sản phẩm của chúng ta đang có giá là khoảng là 40 đô la. 40 đô la trên một cái sản phẩm như vậy. Được chưa? Và có phải là thông thường khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách, đúng là chúng ta sẽ chạy quảng cáo từ Bing, được chưa? Từ Bing Ads. Và tại sao lại sử dụng Bing Ads mà không sử dụng là Google AdWords? Bởi vì là chúng ta đang bán cái sản phẩm dành cho đối tượng là nước ngoài. Và những cái nhóm người này thì họ thường tập trung tại Mỹ, Canada hay là New Zealand. Tôi lấy ví dụ như vậy, được chưa? Thì ở bên nước ngoài người ta sử dụng là Bing Ads nó rất là phổ biến, giống như chúng ta tại Việt Nam chúng ta dùng Google để chúng ta tìm kiếm vậy các bạn. Thì nếu như bây giờ các bạn sử dụng Google để chúng ta chạy quảng cáo thì cái giá quảng cáo nó rất là cao so với cả Bing, được chưa? Thì giả sử đi, khi mà chúng ta chạy quảng cáo bây giờ để chúng ta bán được một sale là 40 đô la, thì cái số tiền mà chúng ta bỏ ra quảng cáo là cho 30 đô la trên một sản phẩm, đúng chưa nào? 30 đô la trên một sản phẩm. Thì về sau này khi mà chúng ta đi vào sâu hơn thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để chúng ta tạo ra một tài khoản Bing làm sao, cách để làm sao đúng chúng ta tạo ra được những cái keyword để chúng ta chạy quảng cáo, hay là cách mà chúng ta đặt giá thầu làm sao đó để chúng ta có thể là tối ưu hóa được, thậm chí là có nhỏ hơn 30 đô la rất nhiều, được chưa? Nhưng trong video này thì bạn không nghe nhầm đâu, ngay cả khi bạn đã bỏ ra một số vốn rất nhỏ thôi và dường như là các bạn không có bị lỗ vốn, không, các bạn sẽ không bị mất cái đồng nào hết, mà cái 1.000 đô la đầu tiên này các bạn sẽ rất là dễ dàng có thể làm được ở trong một tháng đầu tiên, được chưa nào? Hãy coi hết cái video này để tôi chỉ cho các bạn cách làm chưa, được chưa? Đấy rồi, thì có phải là nếu như chúng ta làm cách đấy thì chúng ta sẽ lãi là 10 đô la trên một sản phẩm, đúng không nào? 10 đô la trên một sản phẩm, cứ một sale thì chúng ta sẽ lãi được 10 đô la. Nhưng ở cái cách ở đây là tôi chỉ cho các bạn là làm thế nào đó để thời gian đầu khi mà chúng ta không có vốn cơ thì chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền 1.000 đô la đầu tiên, không cần phải có vốn vẫn có kiếm được 1.000 đô la đầu tiên. Thì cách làm sẽ như thế nào đây? Ở đây nha, khi mà chúng ta tạo ra một cái tài khoản Bing Ads, thì chúng ta hãy chọn vào một cái chế độ đó là postpay. Sau này thì tôi sẽ tạo cho các bạn và làm ra một cái video. Thì cái postpay này nó được gọi là tài khoản trả sau. Tức là bạn chạy quảng cáo rồi, bạn bán được sale, bạn có được hàng rồi, bạn có được thu tiền về rồi, thì lúc này nó cho bạn một cái định mức. Định mức ở đây là 50 đô la. Thì bạn sẽ chạy hết 50 đô la này thì nó mới trừ phí của mình. Được chưa nào? Thì đâu đó là chúng ta đã chạy được 1 triệu, đúng không? Chạy tiền trước, có được tiền rồi, thu nhập về rồi, chạy hết cái 50 đô la này thì chúng ta mới phải trả 50 đô la cho nó. Ok chưa nào? Thì cái này là rất an toàn. Và cái tiếp theo là gì? Ở trong cái thằng mà Bing Ads này nó sẽ cho chúng ta một cái cấp bông. Thì cái cấp bông này thì bạn phải đi săn. Cái cấp bông này là nó sẽ trị giá là 100 đô la. Nhưng bạn chỉ bỏ ra khoảng 10 đô la để bạn mua thôi. Dĩ nhiên là trên thị trường nó có những cái giá rẻ hơn, có thể là 5 đô. Nhưng là cái giá thông thường nó sẽ là 10 đô la để bạn có được cái cấp bông là 100 đô la. Thì tức là sao? Bạn chỉ cần nhập cái cấp bông này vào thôi thì bạn chạy hết 100 đô la thì nó mới tới 50 đô la này. Ok chưa nào? Thì đâu đó là bạn đang được là 150 đô la, đúng không nào? Được 150 đô la. Đó, thì tôi giả sử đi, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra được khoảng 10 cái tài khoản Bing. Thì có phải là cái số tiền này nó nhân lên, đúng không? Số tiền này nhân lên, tức là đâu đó bạn chỉ cần bỏ ra khoảng là 100 đô la thôi, 100 đô la đầu tiên thì bạn sẽ được là 1.000 đô la rồi để bạn chạy quảng cáo thả ga luôn. Mà tôi tin chắc rằng nếu như bạn chạy gà chăng nữa, bạn không biết cách chạy chăng nữa, bạn không biết cách tu đi chăng nữa, thì bạn đâu đó bạn nó bán được một sale thì bạn mới mất 40 đô la thôi, được chưa nào? Bán được một sale 40 đô la thì bạn mất 40 đô la.
Nhưng cái 1.000 đô la đầu tiên thì dường như bạn chỉ cần bỏ 100 đô thôi. Nên nó suy ra là bạn bán được là để bán được 1.000 đô á, để bán được 1.000 này thì bạn phải bán được 25 sale đúng không nào? 25 sale. Thì 25 sale này thì dường như bạn không cần phải trả tiền quảng cáo, ngoại trừ cái số tiền bạn bỏ ra ban đầu, đây là cái cấp bông bạn bỏ tiền ra để mua. Đó, đầu tiên thôi. Đó, bạn có hình dung được cách làm chưa? Thì trong cái video tiếp theo á, những video sau này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết hơn về cái cụ thể hơn về cách làm. Đó, thì đây là tôi sẽ lấy chi tiết hơn nhá, để bạn có thể dễ hình dung ở đây này. Giả sử đi, chúng ta chạy một quảng cáo để chúng ta bán một sản phẩm. Đó, thì cái sản phẩm đó nó có sẽ tạo về doanh số là 40 đô la cho chúng ta. Đó, một doanh số là 40 đô la. Nhưng ở đây là bạn đang có 10 cái tài khoản. Chúng ta đang có 10 cái tài khoản đúng không nào? Thì trong cái 10 cái tài khoản này là chúng ta đã có được là 1.000 đô. 1.000 đô. Thì 1.000 đô này để chúng ta chạy quảng cáo ra và chúng ta bán được những cái sale ở đây thì đâu đó là khoảng 25 sale đúng không nào? 25 sale nhân với cả 40 đô la thì được 1.000 đô. Đó thì giả sử đây là vừa nãy tôi nói rằng là bạn biết cách chạy rồi, không? Bạn làm ok rồi thì bạn sẽ tạo ra cái sale này là thấp hơn 30 đô la cơ. Được chưa? Nhưng giả sử tôi nói rằng là bạn chạy không biết chạy thì bạn nó chạy 40 đô la thì bạn mới ra được sale. Nhưng cái tiền đây là tiền cấp bông. Không, đây là cái mã giảm giá, không, bạn được tặng nên nó bạn không có bị tốn tiền. Thì bạn chỉ cần đi mua cái mã cấp bông này, bạn nhập nó vào thôi là bạn đã thu được rất nhiều tiền rồi đúng không nào? Thì cái cách này là chúng ta phải nhân tài khoản ra. Đó, nhân tài khoản ra. Thì trong những video sau á, để tôi hướng dẫn bằng máy tính step by step, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn về cách làm sao đó chúng ta tạo được nhiều tài khoản và tạo được nhiều traffic. Và cái cách làm sao đó chúng ta tạo được là 40 đô la đây. Tôi lấy ví dụ nhá. Đó. Lấy ví dụ đây này, để chúng ta chạy chúng ta bid giá thầu đây là sẽ khoảng là 0,3 trên một cái click. Và cứ thông thường á, thì khi mà chúng ta chạy ở đâu đó được khoảng là 100 cái click thì nó sẽ ra được một sale. Thì có phải là 100 click là chúng ta mất có 30 đô đúng không nào? Mất 30 đô để ra được một sale 40 đô. Nhưng 1.000 đô la đầu tiên thì dường như bạn đã không mất tiền rồi. Thì đây chính là cái lãi của bạn. Bạn hình dung được cái làm chưa nào? Đó, thì rất là nhiều những case study khác thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn đó bằng cái cách làm sao đó chúng ta có thể kiếm được tiền ở trên internet đó, để làm sao đó chúng ta có được cái thu nhập cao mà ngay cả khi chúng ta không cần phải có số vốn quá nhiều. Phía bên dưới cái đường link này thì tôi có để lại cái bộ video sẽ hướng dẫn cho các bạn step by step làm thế nào đó để chúng ta có thể kinh doanh trên internet đó mà không cần phải xuất hiện của mặt của mình, không cần phải bán hàng, không cần phải đi gọi điện thoại cho khách hàng, không cần phải gặp người xa lạ, không, chúng ta cũng không cần phải tạo ra sản phẩm nữa đâu các bạn. Không, mà chúng ta có thể là tận dụng cái sản phẩm của đối tác khác đó và chúng ta kinh doanh cái sản phẩm của họ ở tại nước ngoài, tại ngồi tại Việt Nam thôi, nhưng chúng ta có thể kiếm được tiền Mỹ về. Không, và thậm chí là ngay cả khi bạn không cần phải có số vốn quá nhiều đó để bạn có thể bắt đầu, thì trong cái bộ video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn là cái cách làm sao đó chúng ta tạo được cái sản phẩm, tìm được cái sản phẩm và cái đối tác tốt chất lượng. Sau đó là bước số 2 là làm thế nào đó không để chúng ta có thể là marketing cái sản phẩm đó ở trên các kênh khác nhau, nó rất là nhiều kênh. Đó, và bước cuối cùng là làm sao đó để chúng ta nhận được tiền về tài khoản của mình, đúng không nào? Đó, rất là đơn giản thôi. Đó, và rất là nhiều những case study sắp tới tôi chia sẻ cho các bạn đó về cái cách làm sao đó một cái cậu bé 19 tuổi thôi mà cậu ta có thể kiếm được trên 10.000 đô la thu nhập một tháng. Không, làm sao đó là một anh chàng 23 tuổi có thể kiếm được là trên 15.000 đô la một tháng thu nhập. Đúng, bạn đã biết như vậy này, 15.000 đô la khoảng trên 300 triệu một tháng, và đa phần họ sử dụng free traffic như thế nào hay là chi phí để chạy cho quảng cáo ra làm sao, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn về những cái cách làm của những người này. Không, và hãy bấm vào đường link phía bên dưới đi. Đó, bởi ở phía bên dưới tôi có để lại những cái bộ video được chia sẻ cho các bạn. Thông thường á thì cái bộ video này thì tôi sẽ phải bán với bên ngoài với số tiền rất lớn. Tuy nhiên rằng là tôi đúc kết lại được cái kinh nghiệm và tôi muốn chia sẻ cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Và thực sự ở đây cũng chính là cái mà lý do tại sao tôi tạo ra cái kênh YouTube là Sơn PS, thực sự rất là muốn chia sẻ cho nhiều người tại Việt Nam họ có thể tạo được cái nguồn thu nhập thụ động ngay tại khi mà chúng ta ngồi tại nhà thôi, mà chúng ta có thể make money online và kiếm được rất nhiều tiền đó, được không nào? Và hãy coi những video tiếp theo của tôi để tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Và bên cạnh đó thì giới thiệu các bạn là sắp tới thì tôi sẽ tạo được một cái hành trình làm thế nào đó để chúng ta có thể kiếm được tiền. Đó, và tôi sẽ đi từng bước một, tôi sẽ thậm chí tôi tạo một tài khoản mới luôn để cho các bạn nhìn thấy rằng cái hành trình như vậy tôi sẽ làm thế nào để tôi có thể kiếm được 1.000 đô la một ngày
đó ở trên internet ra làm sao. Đó, bạn có hứng thú với cái câu chuyện này không nào? Đó, và tôi sẽ đặc biệt tôi sẽ làm nó một tuần, tôi sẽ làm một video để đúc kết lại và báo cáo lại cho bạn biết được rằng cái tuần qua thì tôi làm gì và sắp tới cái tuần tiếp theo thì cái chiến lược gì tôi sẽ áp dụng vào để tôi có thể tạo được $1,000 thu nhập một ngày ở trên internet. Bạn không nghe nhầm đâu, đúng không nào? Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Đừng quên bấm vào nút đăng ký subscribe kênh YouTube và nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nha. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye.